Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, năm Mạng. Nói chung Quý Hợi năm Mạng phải trải qua nhiều biến động ở tiền vận, sang đến trung vận mới được suôn sẻ tốt đẹp, có cơ hội gây dựng tiền đồ cho bản thân để cho cuộc sống của mình trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Chúng ta hãy cùng đi vào phân tích từng phương diện và niên vận để hiểu rõ hơn về vận trình của bản mệnh Quý Hợi sinh năm 1983, năm Mạng quý vị nhé. Xin mời! Gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983, năm Mạng có cung mệnh thuộc cung Khôn trực nguy, mạng đại hải thủy, nước biển lớn, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế phú quý, xưng con heo, tướng tinh con gà, ông tử vi độ mạng. Tử vi chọn đời năm Mạng Quý Hợi sinh năm 1983 có thể được khái quát qua bài thơ sau. Quý Hợi số mạng như là mạng thủy nước biển chảy tràn vào sông, số này thuận hợp thu đông, cuộc đời sung sướng ít ai sánh bằng, nhưng sinh xuân hạ lỗ thay, nghèo giàu cũng cực tay chân không ngừng, vợ chồng có khắc chẳng an, con thì nhiều đứa làm phiền lòng ta, anh em xung khắc chẳng gần, người dưng giúp đỡ lập nên nghiệp nhà. Số này tài lộc có nhiều, tuổi nhỏ chưa đậu tuổi già hiển vinh, lắm lúc bán buôn tảo tần, cửa nhà rời đổi nhiều lần chẳng an. Tổng quan, năm Mạng Quý Hợi phải trải qua nhiều sóng gió và phiền muộn ở tiền vận. Từ 36 tuổi trở đi thì cuộc sống mới bớt thăng trầm, dễ dàng có được và cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Ngoài 40 tuổi thì cuộc sống mới ổn định, đủ đầy, tinh thần thảnh thơi, yên bình. Nói chung, Quý Hợi năm Mạng phải trải qua nhiều biến động ở tiền vận, sang đến trung vận mới được suôn sẻ tốt đẹp và có cơ hội gây dựng tiền đồ cho bản thân để cuộc sống được vui vẻ, thoải mái hơn. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 đến 83 tuổi. Những người làm ăn, ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của Quý Hợi năm Mạng được chia ra thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào tháng 8 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ của hạnh phúc. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. May mắn nhất là những Quý Hợi năm Mạng sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của mình đến trọn đời. Gia đạo công danh. Gia đạo có nhiều bất đồng, mâu thuẫn và xích mích, nhưng nhờ sự tin tưởng và biết trân trọng tình cảm gia đình của mình nên gia đạo mới được yên vui, hòa thuận. Từ năm 36 tuổi trở đi thì tài lộc được dồi dào, công danh sự nghiệp không được như mong muốn, nhưng như vậy cũng đủ để cho cuộc sống của bạn đủ đầy, hạnh phúc. Để tăng cường vận trình gia đạo, công danh, bản mệnh nên thỉnh đeo pháp khí chiêu tài nạp phúc hàng đầu phong thủy, đó chính là vòng tam hợp, hợi, mão, mùi. Để tăng cường vận trình của mình, vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi, hợi, mão, mùi, tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long. Kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên 3 viên mã não này còn khắc hình 3 linh vật hợi, mão, mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp gia đạo của gia chủ hòa hợp, yên vui, công danh sự nghiệp phát triển, tài lộc dồi dào. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Tuổi hợp làm ăn. Quý Hợi năm Mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão để hùn hạp làm ăn thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tránh được rủi ro, được dễ thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải lo nghĩ về bất cứ một chuyện gì, tiền tài dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn thì năm Mạng Quý Hợi nên lựa chọn kết hôn với các tuổi Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ và Tân Dậu. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng cuộc sống sẽ không được giàu sang đầy đủ khi bạn nên duyên vợ chồng với các tuổi Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ và Nhâm Tuất. Bính Dần và Mậu Dần chính là hai tuổi đại kỵ, không kết hợp được duyên vợ chồng với Quý Hợi. Nếu kết hôn hai tuổi trên, bạn sẽ phải khéo léo trong cách ứng xử, bình tĩnh, nhường nhịn để giữ gìn sự hòa hợp trong mối quan hệ. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên, đó là vào các năm 18, 24, 28, 31, 36 và 40 tuổi,
bạn nên tránh tiến tới hôn nhân, xây dựng gia đình. Năm mạng Quý Hợi sinh vào các tháng 1, 2, 7, 9 và 12 âm lịch thường có số đa thê hay gặp nhiều khó khăn trở ngại trong việc thành lập gia thất. Tuổi Đại Kỵ, bạn không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với hai tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, nếu không thì cuộc sống của bạn sẽ không được thuận lợi như ý. Nếu chót lỡ thương yêu nhau mà mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn nên duyên vợ chồng thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, Quý Hợi năm mạng có đại hạn vào các năm 24, 28, 36 và 42 tuổi. Trong những năm này, làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, đề phòng, không nên quá tin tưởng người khác kẻo bị lợi dụng. May mắn mỗi khi gặp khó khăn thì Quý Hợi đều có người thân, bạn bè giúp đỡ ủng hộ, vượt qua khó khăn nhanh chóng. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, năm mạng Quý Hợi nên lựa chọn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ để xuất hành đi xa hay thực hiện các công việc lớn. Quan trọng thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả, vạn sự, như ý, đại cát, đại lợi. Bên cạnh đó mang theo pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi người diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật hiển linh, che chở, phù hộ cho mọi sự may mắn, hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 chính là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau chính là có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi, bạn gặp tiếng sét ái tình, nhưng đó chưa phải là ý chung nhân trọn đời. Năm 21 tuổi, tài lộc vô cùng phát đạt, có hạn vào mùa hạ của năm 22 tuổi, phải hết sức cẩn thận trong mọi việc, đề phòng tai họa có liên quan đến lửa. Năm 23 tuổi, không tốt trong công việc. Từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch của năm 24 tuổi, phải thận trọng kẻo gặp nạn trong công việc. Năm 25 tuổi, có lộc về đường tài vận. Từ 26 tuổi đến năm 30 tuổi, trong khoảng thời gian 3 năm 26, 27 và 28 tuổi, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc và chuyện tình cảm được suôn sẻ thuận lợi. Tuy vậy, bạn cũng cần phải sáng suốt giữ vững lập trường, kẻo bị sắc đẹp mê hoặc, cám dỗ mà làm chuyện bất lương. Từ năm 29 tuổi đến năm 30 tuổi, không có biến cố nào lớn xảy đến, nhưng phải chú ý đến sức khỏe bản thân, kẻo đau ốm, bệnh tật vào cuối năm 30. Từ 31 tuổi đến 35 tuổi, tài lộc giảm sút đôi phần, khó tránh được lâm trọng bệnh vào những năm này. Từ 36 tuổi đến năm 40 tuổi, mọi chuyện sẽ được bù đắp vào khoảng thời gian này. Bất kể bạn làm gì cũng đều được như ý. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ thì khả năng cao bạn sẽ gây dựng được cơ nghiệp lớn cho bản thân. Từ năm 41 tuổi đến năm 43 tuổi, đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Tận hưởng những thành quả mà mình đã làm được ở giai đoạn trước, không phải bận tâm suy nghĩ về bất cứ một điều gì. Từ năm 44 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 44 tuổi mọi chuyện đều được như ý, có hạn nhẹ vào tháng 3 và tháng 5 của năm 45 tuổi, các tháng còn lại bình hòa, gặp nhiều may mắn vào tháng 8 và tháng 12 của năm 46 tuổi, nhưng phải cẩn trọng vào tháng 9 kẻo rước vạ vào thân. Hai năm 47 tuổi và 48 tuổi bình ổn, không có bất kỳ sự biến cố nào xảy đến, phải cẩn thận vào tháng 4 của năm 49 tuổi và tháng 7 của năm 50 tuổi.
từ 51 đến 55 tuổi, cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong thời gian này. Không có việc gì lớn xảy đến, con cái có nhiều triển vọng trên con đường công danh. Từ 56 tuổi đến năm 60 tuổi, vào những năm này tài vận suy yếu, nhưng gia đình vẫn yên vui, hạnh phúc, sự nghiệp ở mức tương đối, có nhiều chuyện vui đến từ con cái. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm, số phận còn lại thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lạc và hành thông.